tin sốc cả nhà ơi, không hot không lấy tiền luôn. Mới đây chị Kính hóng được tin này nên giờ phải lên video liền cho anh em xác nhận cùng nè. Like rồi bắt đầu hóng nào. Câu 1, bạn nào hóng được tin gần đây nhất sẽ biết ai là người đã ngoại tình. Là trời, hóa ra từ trước Giang Cư Mận đồn là đúng ư? Chị Diệp bị cho là ngoại tình khi đang còn là vợ của anh Xanh đấy. Câu 2, bằng chứng nào để kết tội chị Diệp ngoại tình? Trên TikTok đã xuất hiện bản ghi âm ghi lại những gì chị Diệp đã xác nhận. Giang Cư Mận mà đã đồn thì chỉ có chuẩn mà thôi. Đấy, sau ngày hôm đấy thì bắt đầu bọn chị kiểu nhập nhằng với nhau, và đỉnh điểm là đến cái giai đoạn mà hôn Xanh lên đấm quân Hồng. Thì hôm đấy bọn chị cũng không hề có một cái gì đấy hôm đấy cả. Chỉ hôm đấy chị đến nhà Xanh, đúng là hôm đấy chị có cãi nhau và to tiếng. Thì chị lên đấy và bọn chị đi massage chân. Đi đầu tiên là đi uống rượu trước, đi ra quán bar uống rượu trước, xong đi massage chân, xong ngồi về lại còn ngủ. Chỉ như thế thôi, và sau cái sự việc đấy thì chị bảo Quân Hồng là thôi mình nên dừng lại thôi, mình không nên tiếp tục nữa, và chị nhắn tin với Quân Hồng. Câu 3, sau khi tin đồn bị tung ra, chị Diệp đã phản ứng như thế nào? Lần này có vẻ căng rồi nha. Chị Diệp chính thức khóa trang cá nhân Facebook, không những thế bà còn khóa cả comment trên TikTok nữa đấy. Tim đánh rơi rồi khi thấy anh vừa đến đây. Mặc dù em hồn nhiên như ngàn thế nào, nhưng anh từ phía xa thân phương biết chăng, xóa tan mọi bão sông ngoài kia, mây đen cũng hóa trong say. Câu 4, cơ mà bạn có biết người bị đồn là người tình của chị Diệp là ai không? Đều là một nha. Người này từng xuất hiện ở đám cưới của Xanh Diệp rồi. Hơn nữa anh này cũng đang có người yêu rồi đấy. Câu 5, theo như lời đồn thì ai là người tấn công đối phương trước? Tin sốc nữa, không phải anh Quân chủ động mà lại chính là chị Diệp tấn công anh ấy. Dù như rượu thì Diệp nể hóa hôn anh. Sau một vài ly Diệp nể hóa hôn anh á? Ờ. Hay là Diệp chủ động trước à? Chắc không. Diệp chủ động trước. Anh có hôn lại Diệp không? Anh có. Tiếp theo còn chuyện mình phải đăng anh với Diệp không? Sau đấy là Diệp vẫn tấn công anh. Thời điểm đầu ấy, đầu tháng 10 thôi. Ừ. Thì anh bảo không. Anh kiên quyết là không. Anh Ngọc đang yêu nhau. Câu 6, anh Xanh là người đã biết tin này chưa? Chắc chắn anh ấy phải là người biết đầu tiên, nên anh chị mới dừng lại như này. Nghĩ tội ông Xanh quá trời, hy sinh bao nhiêu cuối cùng lại bị phản bội. Nếu được chọn lại, chúng ta sẽ chọn điều gì? Chưa từng gặp cậu hay chưa từng phai phôi? Cơm phải ăn cùng tri kỷ mới ngon, cuộc đời phải đi cùng đúng người mới thấy hạnh phúc. Gặp được nhau là do ý trời, nhưng có nỗ lực ở lại bên cạnh nhau hay không vẫn là do ý người. Của anh ấy như thế nào? Nếu là người khác thì họ sẽ làm tùm lum lên, không giữ thể diện cho đối phương. Nhưng anh Xanh thì ngược lại, dù có tệ đến đâu anh ấy cũng đính chính và bênh vực chị Diệp đến cùng. Hoa nữa là đẹp rồi, tại sao nhất thiết phải đứng ở cùng người ta? Em hạnh phúc là vui rồi, đâu nhất thiết phải cùng anh?
in ở địa điểm nào khiến dân tình phát sốc. May quá chị Kính đã kịp chụp lại. Như các bạn thấy thì anh ấy đang ở tòa án. Mà tòa án thì ai cũng biết là một nơi kết thúc của cuộc hôn nhân. Phải chăng anh ở đó để làm thủ tục ly hôn hay sao? Chưa được xác nhận đi, bạn có biết dạo này chị Diệp công tác ở đâu không? Từ khi hai anh chị xảy ra vấn đề, chị ấy thay vì suy nhược thì đã làm cho bản thân tốt lên, đi công tác từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh đấy. Chú ý đến bản thân nhiều hơn. Câu 11, ngoài yêu bản thân, anh Xanh còn quan tâm đến điều gì nữa? Giờ là lúc nhìn lại, anh ấy không những chú ý đến ngoại hình mà còn yêu gia đình hơn nữa, đặc biệt là mẹ của mình. Câu 12, mà anh chị ấy cưới nhau được bao lâu rồi nhỉ? Mới tháng 5 năm ngoái, Giang Cư Mận còn lụy đám cưới của cặp đôi này, ai cũng suýt xoa xin vì hạnh phúc như vậy. Có thứ gì mới? Lấy nhau xong, hai anh chị ấy chuyển sang một căn nhà mới, rộng hơn, đẹp hơn và khang trang hơn để chuẩn bị săn bé rồng. Ấy thế mà sóng gió lại ập tới. Câu 14, với tin đồn ngoại tình có căn cứ lần này, anh Xanh có thái độ như thế nào? Anh ấy chọn cách im lặng thay vì đính chính như lần trước, có vẻ như đúng quá rồi nên anh ấy không lên tiếng nữa. Câu 15, bạn đoán xem tin đồn lần này có phải thật không? Comment ý kiến xuống dưới nhé. Video đến đây là hết rồi. Giờ thì cùng chị Kính hóng tiếp xem có gì mới không nào. Đừng quên like và đăng ký kênh giúp chị nha. Bye bye.